những khó khăn nhất định trong việc vận hành một cách trơn tru lối đá này, đặc biệt là khi chúng ta phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Pha hiểm nhuyễn của cao thủ áo đỏ Quốc Anh, dứt điểm. Cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ đội tuyển đã có được cơ hội đầu tiên với cú dứt điểm của Quốc Anh. Cầu thủ cũng đã chơi đầy năng nổ trong trận đấu với Indonesia bên hành lang trái theo hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Cú đá sệt và đưa bóng đi chệch. Khả năng phối hợp rất gắn bó của các cầu thủ Turkmenistan. Nguy hiểm. Tấn Trường đã chơi đầy cảnh giác. Một tình huống treo bóng tưởng như vu vơ nhưng lại trở thành một cơ hội dành cho các cầu thủ Turkmenistan mà nếu và tại sân Thống Nhất ngắn nhất so với tất cả các đội bóng tham dự giải. Nguy hiểm. Một pha tấn công ấn tượng của các cầu thủ Turkmenistan. Pha bóng khiến cho các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam giật mình. Quả tạt từ bên phía cánh trái của Batidu. Pha xử lý mạo hiểm của Tấn Trường. Chúng ta xem lại pha xử lý kỹ thuật nhưng đầy mạo hiểm của Tấn Trường. Pha bóng khiến cho các cầu thủ Việt Nam từ Việt Nam giật mình. Trọng Hoàng khéo léo và thực hiện một tạt từ bên phía cánh trái. Đúng với phẩm chất của Batirov. Pha bóng khiến cho các cầu thủ Việt Nam từ Việt Nam giật mình. Trọng Hoàng khéo léo và thực hiện một tạt từ bên phía cánh trái. Đúng với phẩm chất của Batirov. Đến đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo của Turkmenistan đã tận dụng rất tốt thời cơ vừa rồi với một tình huống phát bóng không tốt của Tấn Trường. Đội trưởng của Turkmenistan Bayramov là người đã có cú sút chìm để vượt qua được Tấn Trường và mở tỷ số cho trận đấu này. Cú sút rất chính xác của Bayramov. Tấn Trường lại băng ra, rất nguy hiểm. Một tình huống băng ra không thực sự tỉnh táo của Tấn Trường. Và trước thôi Abilov đã có cơ hội để làm rung lưới đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa. Ba cầu thủ áo đỏ xâm nhập vòng cấm địa của Turkmenistan trong tình huống tấn công vừa rồi. Cầu thủ quan trọng trên hàng tấn công. Và khi mà các cầu thủ Turkmenistan